Ok, vô, vô vô. Bữa nay đổi cửa qua đây hả? Dạ. Đổi cửa qua đây hả Thiên à? Dạ, tự nhiên qua đó lạnh quá mà. Ồ. Ồ vậy hả? Ủa bây giờ nằm đây hả? Em bị ướt quần luôn nè, bị mới đái nè. Vậy hả? Chưa thay hả? Chưa, nó thay rồi mà thay tối qua nè. Mà bây giờ mới kéo em vô đây. Rồi vậy rồi giờ sao ta? Sao mà ở đây cái nó không có gọn chỗ. Có điện ở đây phát lên sáng chút được không? Không hả? Vậy thôi hả? Đây nè, mấy anh chị em tới thăm đem đồ ăn canh chua đủ thứ này kia, đồ ăn xuống cho ăn kìa. Ủa bây giờ đặt ống đâu vậy? Đặt cái con người của em vô cái chỗ đó. Ủa sao mấy bữa đái vô vô lúc nào cũng đặt cái ống này mới mua hả? Dạ thì đó cái canh đừng khác á. Hồi bữa kia không thấy. Cái có mà. Vậy hả? Nè vô kẹp cái này vô cái áo đi. Gọi là con đừng cáp á, không biết kìa. Vậy hả? Là mua bữa nó đi qua mạng nó mua hả? Thì ở. Ủa vậy hả? Có hả chị? Ờ cái ống nè có rồi nè em khuya. Em có order rồi nhưng mà tới tháng 1 nó mới tới. Xong dạ. Sẽ đưa cho chị Hằng đem đưa cho chị nha. Dạ. Ây dạ, xin lỗi nha, em mệt quá. Hey, good morning, Anthony. Good morning. Em sẽ thấy... I need some gloves. How are you? I'm good. Đây là những anh... Hai chị. À, thấy khi nào rồi thương á, tới thăm á. Dạ. Thức ăn ngoài đi... Dạ, chắc em đem cái này em đưa qua đâu để... Tại là cái này đồ ăn á. Em mới mua hồi sáng. Dạ, thì chị để... Em mới mua canh chua cá kho đủ thứ cho vô cái nhãn nữa đó. Em rảnh rồi, có nhãn ăn được. Có cái nhãn Việt Nam á. Trời ơi, trái bự. Cho em ăn đi. Cho em ăn một cái nhãn đi. Cho em ăn đi kìa, lấy cho ăn liền đi Khuyên ơi. Để em phải vô, em không thấy đường. Ừ, vô đây đi ăn. Em thích cái trái nhãn. Buổi sáng đó mình ăn lót lòng. Dạ, em mới uống 2 viên thuốc à. Ăn gì chưa? Ăn xong rồi mình ăn nhạt. No, nha. Ủa, không ăn cái gì sao uống thuốc vậy? Thì mệt quá phải uống cơm. Hay là giờ ăn cơm. Cái gì? Hay ăn cơm đi, ăn cơm gà kho nè. Em mệt. Ăn cơm gà kho ha. Dạ, tí nữa đi, tí nữa em ăn bây giờ. Thêm trái nhãn hả? Ok, chị cho ăn trái nhãn trước đi. Thì cái lưng của em nó có cái lỗ bự lắm, nó đau. Thôi rồi vô có clean không? Có đưa dây. Có, he clean it for me. I'm so tired. I just sleep. Làm sao mình What his name? Anthony. His name's Anthony. Anthony. Yeah. So can you bring food back? It's for her, please. Yeah. I'm so tired. Yeah. No, don't try. Next time I can sleep. My leg is hurting so bad. Ngon không? Ngon. Ồ, ngon ha. Nhãn hồ tiêu đúng không? Trời dạ. Đã luôn. Sao phải canh nên mua đó. Cảm ơn. Không có. Cảm ơn thank you so much. Thấy không? Thấy nhiều người thương Du lắm không? Cho nên Du phải mạnh dạn lên, ok? Đây chị. Ha. I'm dạ không sao chị đứng. Nhiều người thương Thi Nà lắm á. Thank you so much. Skin. Hả? Cái vỏ đâu? Cái vỏ của em cầm trong tay của em. Để tao dùng cái napkin và cái đi quét á. Dạ, ok. Rửa tay ra. Tina, rửa tay ra. Rửa tay ra. Rửa rồi. Gì thế? Dạ, okay. I got the sanitizer. The bottle, he bring it, he clean for me. Send sanitizer where? Right there. The bottle, còn, he do it. Còn, chỉ đưa một chai lượng. Tại yeah. vì ở nhà em không có nhiều lắm. Em tưởng không có, nếu em tưởng để em đem vô cho chị Linh nha. Yeah. Tại vì hôm hồi đổi. Em gọi cái system nó kêu em á. Bây giờ phải gọi giờ LA. Ồ, chứ phải gọi giờ LA hả? À, rồi gọi chưa? The, he did it for me, so I don't know. Đau quá. Ngon quá hả? Nhãn em nói à, em có 500 mà bữa em nói đi mua xe. Mua xe gì? Em mua chiếc xe nhỏ nhỏ để chở nó chở em đi giống bác sĩ rồi hả? Đi xin... Vậy mua xe cái wheel giống như cái wheel xe cái... No, mua xe loại xe mà. Cái xe chạy hả? Từ bữa em có 500 á, em muốn kiếm mua chiếc nó xe. Có bằng lái được không? Có. Thôi vậy để đi kiếm cái chiếc xe tốt mua. Có tiền nữa nè, để đi đừng có, nếu nhiều thì để có gì nói với Hằng, nói chuyện với Hằng. So, I think I have the... I think another one in this hour. Tina, I think Uber is the best. It's more burden that's fine, for you. That's fine, yeah. No, he's riding me, you know, that's my man. Mà Du ngồi trên xe được không? Yeah. Ngồi được hả? Yeah. Insurance, yeah. Don't worry about it, you know, like... Yeah, mua xe thì phải insurance đồ nhiều cái lắm nha Tina. Yeah.
thì tùy Dương thôi, Dương nghĩ lại coi. Tùy em. Em không có thể mà ở như vậy được đó. Học sinh đang Dương lên xe ở hả? Thì không phải chịu không. Em nằm như vậy ông, em không cách nào. Đi phải được hai đứa nó mới đi. Nó không đi. Đi đâu? No, actually, actually like if she have the đồ. Xin cái đó thì được. Để chị Hằng xin cái housing cho không, cho. Không, nhưng mà bây giờ giấy tờ thế nào mất hết rồi, phải làm lại từ đầu. Đầu lâu lắm. Okay. Nó phải thích tham, nó phải có cái thời gian. Okay. Yeah, bây giờ gọi xuống dưới rồi nó kêu Du gọi lại với LA đúng không? Yeah, for the task với phải agreement cái ở chỗ San Jose này phải gọi xuống đó. Từ là em lúc đầu em mới qua Mỹ là em ở dưới LA, không phải ở đây. Yeah, so that's why and they tell me. Vậy gọi làm cái đó đi ha. Dạ, mà nó ngon không? Rồi. Ngon quá ha. Bữa nay mua thứ nữa. Hai chị. Trái bự quá ngon. Đó yeah. Mấy chị em xuống thăm Tina không đó? Em hồi qua em mới coi là em phải đi xuống liền. Thôi nha, bây giờ mình ăn vậy thôi nha. Dạ đúng rồi. Ăn mấy trái đi rồi hồi ăn cơm, cái tay chân rung quá. Cái tay rung không có sức á. Lạnh thôi hay là sao? Không có sức. Lạnh, không có sức. Không có. Yếu lắm. Không có sức. Muốn sữa em xua không? Em mua sữa em xua cho Tina nha. Dạ. Mà ở đây cũng nhiều. No, no, actually bây giờ là người không có khỏe, phải uống sữa Ensure. Em nói rồi, ở trong là trong cái bệnh viện á, nó muốn đưa đi chỗ cái mà em không thích rồi, chỗ đó nó không thích rồi. Tại vì một tuần lễ nó cho em cái wheelchair, một nửa tiếng wheelchair ở đây. Nursing em có home hả? Dạ, yeah, nó tới nó dạy mình chỉ có nửa tiếng à. Thì bây giờ nếu mà ấy thì rảnh đó, mình cứ khi mà mình em có đây nè, dạ. Yeah. Em có mình... em đẩy được cái mà bây giờ trời lạnh. Yeah. Cái body của em nó set down lại lắm. Okay. Cho nên em mệt lắm. Tại vì cái phổi á, em còn phải therapy cái phổi á, em thở bằng cái ống á. Ống thở ngay đây nè, cái cổ á. Dạ, yeah, em không có oxygen nhiều. Dạ. Yeah. So, mà một lần em nghe tiếng xe lửa là em không có bao giờ nói bịt chuyện lỗ tai lại, mỗi lần nghe tiếng xe lửa bịt cái lỗ tai lại đây, đường gần cái đường ray, đường gần đường ray á, mỗi lần nó ồn lên á. Dạ có cơm giờ ăn cơm chưa? Không, I don't wanna eat right now. No. I can't eat right now, no please. I can't. Yeah, từ cái phổi của em không cho phép em được nhiều đâu. Okay. Yeah, em ăn nhiều em ối á. Từ em mới có đâu. Dạ. Tí nữa em ăn cảm ơn nhiều chứ lấy được ăn. Chị khỏe không? Khỏe. Thank you for you guys be here with me. Em chị nào cũng bằng tuổi mình đó. Dạ. Yeah. Ồ giờ xui lắm nha. Cần... Hôm nay mình cũng bị bệnh nặng quá nè. Nha, yeah, chị cẩn thận xui lắm. Buồn quá. Ừ, tăng mạng á. Yeah. Em coi bói hay lắm. Con chuột đó cho nên mình lên tới năm vô. Biết coi bói hay đi nè. Em coi bói giỏi lắm. Coi cho em khỏe đi. Ừ. Đi coi em coi bói. Coi bói với em nè, coi em khi nào giàu đi. Dạ. Chị sáng chị có phước lắm đó. Cặp mắt có phước có phần lắm, chị cũng vậy á. Dạ, chị con có bệnh cái giọng của chị nào là như người Trung đúng không? À, ở đâu rồi? Dạ, Phan Thiết. Phan Thiết ồ, gốc của mẹ em ở Bình Định. Dạ. Dạ. Có người hỏi chị nào hồi trước phải có ở Vĩnh Long không? Có không? Không. Ồ, vậy là rồi thằng trả lời luôn. Người hỏi chị nào có phải Vĩnh Long không? Thì không, em là dân Phan Thiết, dân ngoài miền quê, miền Trung. Miền Trung. Dạ, yeah, Phan dạ. Thiết đi ra khỏi Phan Thiết tí xíu nữa rồi. Không? Để em nói là chị giàu chị có tiền lắm thì sau này chị có chị làm chủ. Yeah, chị có tương lai có cơ hội lắm, chị có chủ, chị là chủ. Em nói giỡn rồi, mai mốt khỏe đi. Đi đâu khỏe đây coi bói. Kiếm tiền. Coi bói kiếm tiền. Ở San Jose nữa coi bói 40-50 đồng một người đó. Em không có làm cái đó đâu, làm phước thôi, không có phước. Làm phước cái gì bây giờ cũng gặp được phước. Em 72 nhưng mà tháng 4 mình tháng 10 vậy hả, nhưng mà chị cẩn thận nha, tự tụi con coi cái nam cái nữ mạng á, chứ mà phải ráng mấy tháng nữa chị cẩn thận á, phải tin mới được á, không tin không được đâu. Dạ em chị biết không nói cũng có ngày cúng Phật tối bên niệm á, Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi, chị cứ gái vậy con độ cho chị. Ở trên bữa tí nó xui lắm, em có bạn của em mất mạng. Em lụm lại cái mạng là may phước lắm, mà em là nam mạng. Nam mạng xui hơn là nữ mạng. Có cho rồi. Còn á, chị nói gì? Cái gì chị?
ghế bố á, ghế bố luôn không có chỗ để hả? Nó rách rồi. Cái gì? Trong cái ghế bố nó bị rách rồi. Trong ghế bố bị rách hả? À, cái ghế bố tối qua em nằm đó mà nó cứng lưng quá nó mới kéo. Ồ em đây em hả? Này. Ghế bố mình phải lót thêm một miếng nữa nó êm. Phải lót cái gì nữa? Tối lót cái mền đó. Mà bị rách cái nó bị rách. Tối tao ngủ đây lạnh không? Lạnh. Lạnh chứ. Xếp cái mền dày lên. Lạnh nhưng mà mỗi ngày nó tụi em mua ga đó, cái bình ga để chạy. Phượng đem cái hàng này. À, cái máy hít này sẵn hàng nói luôn của một cái chị mua tới đang cho hàng cái máy hít với cái thùng giấy ướt mà giờ chị quên chị đó tên gì rồi ha. Cảm cái máy ờ, cái hít đó ấm lắm á, xui quá ha, thấy mình thấy thấy đau khổ buồn quá. Đi cho Dung chăm nha. Dạ em cần em đi mua nước mua okay. mua thuốc em có nhiều mà chơi dạ yeah, em có 500 rồi em định đi mua xe mà hết, em xuống chào ha, không có nhiều dạ dạ cảm ơn chị nha. Dạ em cảm ơn nhiều nha, tại vì em có em muốn kiếm chiếc xe RV á, chị biết cái xe mà có cái phòng ngủ á, nếu mà trong mình đợi cái housing nó không được nhiều á thì mình phải cần cái RV á, cái loại mà xe RV cục á nó cũng được, cái RV nó có ngủ trong đó nó có cái... Nhưng mà cái đó đâu có 500 mắc lắm xe đó. No, RV bây giờ người ta phải cho rẻ lắm. Em coi trong cái Reckless á, rẻ lắm, option nó cho rẻ lắm. Tại vì mấy cái xe cũ hay cho mình, nhưng mà đừng bao giờ đem vô lại trong đó. Mình ra mình phải làm cái registration á, mà mình gọi là non-driving á, mà tại vì em handicap rồi, không có sợ nữa. Ở fairground nó cho mà mấy cái homeless của county á, nó cho mình park. Ủa giờ không có hai cái chân luôn á Tina nè. Có chân mà không bị. Nè dở ra coi đi. À chị dở ra đi. Cái bằng chân du còn không? Có. Còn. Liệt thôi. Chứ không cục. Coi như liệt không thể đứng được, không thể đi được. Thôi được rồi Tina. Nằm thôi một chỗ. Tự nhiên biết em vô cái ai. Sẵn đây thằng nói về cái tiền bây giờ cộng đồng mạng đang góp cho Tina đó. Thì hiện tại thằng giữ đây nhưng thằng sáng đi thằng chưa có lập cái danh sách để đọc tên. Thì bây giờ á hiện tại Tina còn tiền trong túi để mua phải không? Dạ em có con 250. Thằng chưa có trao liền cái này. Thì có gì Tina muốn mua mấy cái xe gì Tina phải nói qua với thằng. Để thằng coi cái số tiền đó làm sao chứ không thể mua chiếc xe 500 rồi bỏ nha. Không có xài được đâu. Thì cho nên hàng góp lại được một số tiền rồi thì hàng sẽ công bố lên, hàng gặp Tina và sẽ công bố cái số tiền đó sau. Nha, tạm thời tiền trong túi còn để mua lặt vặt cần thiết cái gì thì mua. Tự em cần condom với là cần cái khác condom không sao, cái đó là em mua rồi, em chỉ đợi condom có em này mua. Nhưng mà ngày nào em cũng phải đi mua nữa, tự em không có. Thì cái bạn trai Du cứ đi mua đi, số tiền còn cứ mua đi. Hàng xuống hàng sẽ đưa tiền thêm chứ không thể đưa một lần Du cầm nhiều. Thank you. Với lại ở dưới đây nó em cũng đâu không có an toàn. Thì nào biết sao em order thì tại thường em order online á nó sẽ đi về trễ hơn. Thì nó báo cái ngày delivery SMS cái ngày delivery là ngày từ 3 đến ngày 5 tháng 1. Có là em sẽ chạy qua em đưa cho chị Hằng liền để cho bây giờ còn bao nhiêu cái để xài? Em có còn ít lắm. Nhưng mà cái này đó cái condom cap mình mua nặng tiền lắm. Cái đó nó mua. Không bây giờ cứ kêu Anthony đi mua đi. Một cái đó. Mà mình phải mua luôn cái bịch của nó luôn, mua the whole set của nó đắt lắm. Nó xài là sạch vô không? Nó không có. Nó sạch mess không? Nhưng mà Du vẫn lót tả đúng không? Vẫn xài tả. Rồi bây giờ hết thì Du cứ kêu Anthony đi mua trước đi, khi chờ em khuyên gửi về sau. Rồi cái tiền hết thì hàng sẽ đưa thêm. Nếu mà mua xài trong cái 500 bữa hàng đưa còn đúng không? Dạ thì còn, em còn 250, 270. Tự nhiên cái bình ga đó nặng lắm, một ngày phải xài hai bình luôn. Cái bình ga xài cho cái gì mà 40 đồng một bình đó, đó. Cái bình ga bự đó, cái hết bự đó. Nó đi bơm ga đi có 15 đồng bình hả? Nó cái đó mình mua về lô á nó tới 37 đồng. Thì ở ngoài lô là mắc lắm. Xài gì? Dài cho cái hết bự á. Tại vì á cái em không có thôi, cái hết luôn. Cái... Đừng có xài, tại vì bây giờ cái máy này là cần cái điện. Cái máy này cho điện. Đổ xăng đổ xăng đi. Vô máy phát điện. Đây đem đinh vô. Nha, chứ đừng có xảy ra nữa. Cái hít này á, một cái chị này mua một cái hít đem lại cho hàng. Chị quên cái tên của chị cái đó rồi. Cái chân lại một thùng giấy ướt á. Nó không sao. Tại vì em còn cảm giác được cái chân. Cái chân đó, cái hít này ngon lắm. Mà xài bằng điện thì nào. Cái chân của em có cảm giác còn thì em còn quên ướt được. Vậy cứ tập đi từ từ đi. Dạ. Cái baby whip này. Bây giờ hiện tại á thì Du có cần trước nhất là cái wheelchair để ngồi không? Em có cái wheelchair rồi. Có cái wheelchair đó rồi đúng không? Thì bây giờ cần á thì theo khi nào muốn những cái gì nó thiết thực nhất
cho em chứ thuốc thôi nè, em còn thuốc mà bây giờ hiện tại thuốc phải có tòa bác sĩ thì nào. No, mình mua cái thuốc thường nó giống như thuốc trụ sinh, thuốc không phải thuốc an thần thôi, thuốc nhức đầu nhức lưng, thuốc đau nhức hay là đau nhức, ok thôi. Cái đó thì được, cái bình thường gì thuốc giống cái đó có, cái đó có cho vô không có sao. Yeah, cái thuốc em cần lắm tự nhưng mà trụ sinh không thể, không có tòa bác sĩ em biết trụ sinh em hiểu, uống một thời gian 10 ngày thôi mình sẽ ngưng. Mà nhớ uống phải ăn uống đàng hoàng nha. Dạ, chứ thằng cái đó thằng không có cho vô uống nhiều, thằng không dám. Em lạnh quá nè, lạnh. Bởi vậy bây giờ áo đâu, ngồi vậy mặc áo đi. Ngồi vậy được không vậy? Em bám vô không được đâu, cái ngồi vậy nó phải đỡ. Đi đỡ mới được. Lấy cái mệt nó đắp lên em. Tại vì thế này biết sao không? Thì là cái quần nó ướt nó sẽ làm mình rất là lạnh. Đúng rồi. Cho nên là that's why khi mà ấy là phải đi thay cái quần này. Thay liền, không thay là lạnh lắm. Vì hai ba người hét thế nào được không? No. Kêu no. Rồi em không thích vậy đâu. Kệ đi, tí nữa em. Cái tối là đồ đi ngủ vô hả? Ngủ đây nó ấm, nó ôm. Nó hung hoài. Hả? Hung hả? Nó hung hoài. Nó hung hả? Vậy đó hả? Nó hung miệng em hoài. Ủa thiệt hả? Thì nó hung chứ, phải hung chứ. Rồi bây giờ. Nè, nó nói là nếu mà kiếm không được gia đình của em thì nó phải rút cái ống cho đi. Bằng tuổi chị á. Em cần cái mua cái OV, em mua cho em sẽ mua cái OV á, em giái trời Phật cho em kiếm được đủ. Vui với mi cùng tuổi nó hay xui lắm, vậy mi giái rồi. Mi buồn lắm. Em có nói là ăn cái... muốn ăn trái nhãn nữa hả? Trời ăn, em ăn cái này em thích nha. Em ra kéo lại xích tới. Em thích cái này. Em thích cái trái này em ăn chứ. Cái buổi sáng mình chưa ăn cơm nữa, hay là ăn bánh mì đó, ăn cái nào mà sốt ruột lắm đó. Em biết rồi. Em chút đi. Ăn thêm miếng cơm đi. Có cơm tại gà. Tại vì vô nói vô thèm cơm gà, bé này mua cho cơm gà cho. Dạ, mà tí nữa em ăn được không? Tại vì cái... Bây giờ ngồi không có được. Ở đây có điện không được, chắc mua cái nào quay xuống đây cho. Có cần hâm lại không Thi Nà ha? No, tụi em có cái máy, cái lò chị cho em hồi bữa đó. Thì cái gì mình bỏ vô cái chảo nấu. Tụi em cần cái ấm. Cần ấm nấu nước hả? Ok, rồi để về mua thêm cái ấm nấu nước. Dạ, đặt xoài ấm nước lấy. Em lạnh lắm, cái body của em nó lạnh. Có bạn trai tốt quá hả? Yeah, yeah. Có người bạn trai chắc hai chị vậy hả em? No, because you know like he này, cái này cái 4 năm rồi. Hai người tình yêu 4 năm đó. Mà khi bệnh vậy mà bạn trai vẫn còn thương. No, tối hôm qua nó lao mông lao biết cho người. Cái này đó hả? Thì em lao, em bỏ cái condom cáp vô trong người em cho ai bỏ. Nó bỏ vô nó la cho em, nó mới ẩm em, nó thôi nãy chị xuống tới trễ tới nữa chị thấy nó kéo em từ bên cái giường của chị đó. Vậy hả? Nó kéo lên đây từ cái giường nó cứng quá, em nằm nó đau. Phải lót cái mền. Dạ. Yeah. Mền nè, lấy mền ra mình lót ở dưới cái lưng chứ. Xong rồi, nói nha. Cái catheter này nó có xuyên vào ruột không? Vào bụng không? Hay là chỉ vào cái penis thôi? Cái này gì anh? Cái catheter này nè. Nó vô cái đó nó vô con cua của em. Cái ống nào mà nó ống mà để ăn nó rút ra rồi, đây là còn cái thẹo đây nè. Dạ. Em có cái thẹo này cái bụng. Từ nó lúc nó đâm cái thẹo vô đây cho mình ăn này đây nè. Cái thẹo. Nè, anh thấy không? Đây nè, đó cái thẹo đây nè. Thấy không? Ngay cái rung á. Dạ. Cái hai. Rồi nó đắp nhiều mà anh giữ luôn hả Thi Nà? Ừ. Đắp nhiều cái mà anh giữ gì đây hả? Dạ. Rồi đâu vậy? Vô để cái ống nó lên chỗ nào vậy? Để cho cái chỗ chỗ ví của em. Cho đái ra, nó không có đái ra cái chỗ khác. Cái chỗ đó đó phải để cái chỗ quý của em cho nó đái ra, nó không đái vô giường. Vậy hả? Nhưng mà cái đó thì là nó khỏe hơn. Đấy gọi là condom cap. Nó khỏe hơn thay tả. Dù có nó khỏe hơn thay tả. Khó tả. Ủa sao em thấy ở trong? Đấy nha, em có mặt tả nè, nè, tả nè. Em mua Amazon nó bán. Thấy nè. Đái xong mà kêu bộ vô thai ra cho em. Một đồng mấy, mà sao binh vô mà nó mất. Đó có cửa. Nó đâu em mua bên Amazon. Mua cái đó mua bên Amazon. Tại vì em giống không? Bây giờ em coi cái giống. Nè thì em thấy chị gửi cho em cái đó là em. Cái đường link vô gửi là mua giống đúng vậy phải không Thi Nà? Cái đó nó nằm ở đây nè. Cái bịch cho đó. Đâu rồi, cái đầu chưa xài đâu. Chụp lại đi xem. Cái đó nó gọi là condom catheter. Dạ, dạ có cái đường link nè. Dạ em cần cái. Ủa, đó ở đó nó có cái bọc không thấy đâu anh
Honey, where the condom cap at? Yeah, nó có một cái kích nhỏ nhỏ nhỏ. Yeah, em mua. Thế nào, kêu bằng anh nó hiểu không Thế nào? Hả? Kêu bằng anh nó hiểu không? Không. Kêu Tina đi, Tina dễ thương mà. Không phải Tina kêu á, kêu boyfriend á, kêu bằng anh. Cái hỏi Tina vô kêu nó bằng anh nó hiểu không? Tina kêu á. Do you understand the Vietnamese or no? A little bit. Em không ăn nữa đâu. Thôi đủ rồi. Dạ. Thank you so much. Tí nữa em ăn rồi. Thôi, bây giờ em I can do it. I can. Tại vì nó thích ăn đậu phộng, nó thích ăn mấy ngày. Tí nữa em phải xua, tí nữa nó đứt. Dạ, nó hết rồi kìa, sắp vô xong rồi. Trong đó có đậu hộp. Hôm qua mi coi cái clip á, mi chạy lên mi thăm Vui đi, mi gọi thằng Vui giống con Lai vậy. Ờ hả, lọt máu kêu coi giống Lai lắm á. Dạ, sao giống vậy? Lai hả? Lai info nho hả? Hỏi đừng có nói mi giống Lai á. Dạ, Vui đẹp á, em nói con Vui đẹp. Dạ, giống như Lai vậy á. Mà mấy người này cũng giàu, giờ tướng sang trọng lắm nè. Anh đó là tướng có phước lắm, tướng có đức. Anh có đức lắm, có đức nhiều đức lắm. Anh có phước đức gia đình anh để lại á. Có cha mẹ anh để lại cái đức cho anh á. Anh sau này anh có tương lai lắm. Dạ, yeah, anh có hiếu với con cái, có hiếu với anh lắm. Dạ, yeah, nó tôn trọng anh. Rất là tôn trọng. Em khóc bù la luôn. Xong em hỏi là chị khóc. Chị mới coi chị gọi thằng Lê. Mà cũng hên lúc chị gọi em. Đó, mình vừa coi mình vừa khóc luôn á. Xong rồi mình nói thằng mình nhà Mỹ đây 2 phút này chạy. Thứ nhất khi mà nghe chiếc xe lửa đi qua, em bị tai lại. Em có động luôn. Dạ, yeah, cái đó là cái sợ mà em sợ như vậy. Mà cái đẹp nhất á là Anthony bạn của em đó ôm em thì em bớt rung bớt khóc, rất là đẹp, đẹp đời đẹp người. Và cho hôm nay mới tới thăm đôi bạn của em. Em số em lớn lắm nha. Em biết. Xe lửa thì kéo đi từ đầu mới tới tới cuối. Khóc à? Mà còn sống. Coi lại thăm mà khóc nè. Khán giả khóc là thấy không Tina? Hả? Mọi người ai cũng khóc á Tina, thấy không Tina? Yeah, Vui có nhiều người thương lắm nha. Gắng mạnh mẽ lên. Em muốn chết lắm rồi. Không có muốn chết, không có nghĩ tới muốn chết, ok. Cái mạng sống của mình á là cha mẹ cho, mình không lấy được, không tự lấy đi được. Đạo Phật á mà tự hủy mình á tội nặng lắm, công giáo cũng vậy. Còn đẹp mà, đời còn đẹp mà, Tina. Yeah. Có Anthony là có những người xa lạ đến quay cuồng thăm viếng. Tina có phước lắm á. Tina, không có khóc Tina. Vui phải vui lên ha, Tina phải vui lên. Có nhiều người lúc nào cũng ủng hộ luôn ha, ủng hộ Tina. Yeah, phải vui lên, ok. You have to lift your head, up. Yeah, I want to come this way. Yeah. Can you lift your head? Yeah. Okay. I'm good right now. I'm good. Lúc nào cũng nuôi cho mình hy vọng, okay? Vì là mua AV là còn đi chơi, còn đi đây đó nữa. Muốn cái AV nhỏ nhỏ để ngủ. Ừ. Yeah. AV đó. Dạ, cái đó để từ từ thằng kiếm cái có thể hơi tốt em. Hơn chứ 500 mua có được đâu. Không được đâu. Ha. Sẽ đạt 500 rồi. À, hả, bây giờ thằng có tiền giúp Du cái đó có thể tốt hơn. Du khoan hả, từ từ muốn gì phải nói với thằng trước chứ đừng có đi mua trước nha. Phải nói cho thằng biết. Dạ. Rồi. Đâu không? Cái nữa. Đi cái không? Đâu không? Đâu không? Từ về lên không? Dạ. Lạnh lắm hả? Sao lạnh không bận áo lạnh vậy? Có. Mà mặc cái áo tay dài á nó ấm. Dạ, tí nữa. Tại vì cái người của em nó ba hồi nó sốt xuống ngồi nó không tốt. Ừ. Mà em á tự ở trong bệnh viện nó coi thường mình, coi thường mấy đứa trên cho em được. Mấy đứa bóng mấy đứa bóng cái gì mấy đứa bóng nó coi thường hả? Trong bệnh viện á có cái nhỏ lắm nhỏ lớn cũng được bệnh viện cái này có cần insert vào lại không? Có cần thì mấy câu ra rồi thôi nó cỡ cái gì đâu thôi cái người nó làm từ em nó thích vậy rồi
Chắc không, anh không. Đi mua gas rồi. Về nó mua gas. Ủa mấy chai? Chai đó bự. Nó nhỏ tuổi hơn em. Dạ, thấy nó 4 người năm, 4 năm rồi hai người quen. 4 năm rồi. Lúc đầu em quấn nó rồi. Dạ, ăn hiếp người ta. Nó hay thì nên nó không có thích anh đó, có vợ mà. Nó có vợ. Ủa vậy hả? Ồ, nó có vợ rồi, vợ của nó gọi cảnh sát bắt nó vô tù á. Vậy đó. Nói nó chia lì, nó là đi với bạn gái khác rồi. Tùm lum thế đó. Ừ. Xong rồi nó nói nó cặp với em, chứ ăn chơi qua đường, tao nói mày đừng có yêu tao nha. Ừ. Xong nó nói cái này khác lạ quá, thấy lạ quá, khác á. Hồi đó em đẹp lắm á. Tóc em dài. Cái này tao mấy mấy người ở sau xe có gọi nói cho Hằng á, nói người bạn khi nào nói khi nào thì chắc đẹp lắm á. Đẹp lắm. Tóc dài mà mất cấp lên cái dáng. Đẹp, em có đẹp lắm, lúc xưa em đẹp lắm. Em là Miss Gay Asian 97 á. Miss Sinatra nữa. Ở dưới ở chỗ mà cái ở El Camino nó có hình của em, cho mấy cái bookstore của tụi gay á. Có hình của em nhiều. Cái nét đẹp. Cảm ơn mấy chị tới đây thăm em nha. Cầu với nhau. Dạ, em cầu xin cho chị cho. À rồi. Em cầu xin cho chị cho. Mày nói với con bé này mày buồn mày khóc hoài à. Ở trong cái chỗ mà mấy cái tụi homeless nó đâu có chết nhiều đâu. Mấy người trên đó bình thường chết ở dưới homeless này em thấy nó không có rồ nào. Mạnh quá trời. Ờ có system nó tốt á. Ừ. Em không hiểu tại sao. Ừ. Vậy Việt Nam nói câu ở dưới hơi sống lâu. Em xin lỗi. Dạ thì cũng phải chấp nhận thôi chị. Cái đó em hồi xưa em không có về giờ em không có vậy đâu. Nó em nói hồi xưa em không phải vậy đâu, em không có vậy đâu. Hồi đó vô ở đâu? Ở trên xe, ở nhà, muốn motel ở, không phải ở vậy đâu. Từ em không thích ở kiểu sống vậy, tại vì em làm gái nữa, làm bằng đêm nữa. Làm vũ trường làm gái luôn. Wow. Làm escort service, làm ca trai gọi đi. Ờ, làm cho mấy Mỹ già nó đâu có làm gì mình giống ma đè thôi. Rồi vậy đâu. Không này nó chị thương. Ừ, chứ mà nói thật sự là như vậy, làm cho ma đè thôi. Mấy anh già đó đứng múa múa cho nó coi, nó cởi cái quần underwear ra mình cũng đâu mất mát gì đâu. Hay là cởi cái áo ngực ra con áo vú giả thôi, nó đâu có nói gì đâu. Thì tuổi mà tuổi rồi cái tuổi biến thái ba cái. Làm tiền nhiều là tiền vô để đâu. Tiền nhiều thì cũng xài cho bạn bè, giúp đỡ bạn bè nhiều lắm. Em giúp người ta giật tiền em nhiều lắm. Ở trên Sacramento giật tiền nhiều lắm. Chị Tâm, anh Xính rồi mấy người đó. Thì em mê trai. Tự đàn bà đàn kiếp con bóng là phải mê trai. Kiếp bóng. Nó không phải mê nó, ghét nó không phải mê nó. Em có bạn trai. Thằng đó nó chơi, nó cặp với em 11 năm là bạn của thằng này nè. Hồi xưa em đi giúp homeless chứ em đã vay homeless đâu. Em đã giúp homeless nhiều lắm, em không có giúp. Hồi xưa đó, ai cũng nói chị đi hỏi hết, hỏi công ty nào, con bóng, cái con ly á, nó làm sao vậy, nó đấu xử với người đời làm sao vậy. Em rửa điếc cho người ta luôn. Nó có miếng nhựa ở trên này. Dù cũng trải qua khỏi rồi. Đúng rồi, thì em đem làm gái nuôi con người ta mà. Em hồi xưa em làm có tiền lắm, nhưng mà mình có thiên trả địa chị. Chị biết không, cái tiền mà mình làm gái đâu có giữ bền, tiền đơ, tiền đĩ, tiền điếm đâu có giữ bền. Đó đúng rồi, em làm về để nuôi người ta, nuôi con mấy, nuôi mà sale, sexy, phi ảnh ở trên sắc mẹ đó. Mẹ nó lường gạt em, giật biết bao nhiêu tiền của em, nhưng mà tiền đĩ, tiền điếm đâu có, mình đâu quan trọng đâu. Miễn cái mạng của mình còn được. Em đã nói, em thề một lần á, em một khi á, mà em á, còn một hơi thở đó, em cũng giúp đỡ người ta. Bây giờ em có một đồng người ta hỏi em cho người ta liền. Em nói vàng chết liền, bước ra đường nó vàng một cái xe đụng cho banh thay nát ốc chết liền. Em có một đồng mà em đói em cũng cho nữa, kệ mẹ nó, cái cúng cho người ta đi, không có gì. Em á, cái tính của em là giải bóng mà, em bóng lại cái nè. Em nếu mà xe cầu nếu mà chết cũng để cho cái mặt đẹp á. Thì đúng rồi, em nói với bạn anh được đó vậy đó. Em nói hồi tối em coi chồng em nói em mà chết đi á thì em phải làm cái mặt cho đẹp. Có bị kéo như vậy qua mười mấy cái mà không. Thì quan âm nó che chở cho em, từ vì lấy cái bộ giò của em đi chứ giờ em ngựa quá mà chịu gì nổi. Không có về trên mà. Nó cũng đẹp. Đó em có ở trong thôn của em make up ở trong bệnh viện cũng make up luôn.
không thể nào tha được, phải make up lên, báo lên book Facebook, phải make up lên chứ dù tao còn book luôn. Ê, có bữa nào làm make up cho đẹp hàng quay lên nhá. Ừ, bữa nào khỏe nào? Đẹp lắm em, nhiều sao lắm. Trời, em có nhiều lắm, thôi cảm ơn chị em cũng khó nhiều lắm, em cũng khó. Ừ. Bây giờ em cũng lớn tuổi rồi, một gần 50 rồi. Đi chơi thì em mới là em còn nhiều lắm. Em á, xưa á, quần cũng vậy, mua quần được. Thì mình giống như ra mình á. Nhiều tiền vừa làm, là tối. Ê, bà Tâm ơi, bà đâu rồi? Tôi cho bà tiền nè, bà đang ở đâu vậy con? Bà đã tới sửa chưa? Thấm gì người ta giật tiền mình mấy chục ngàn, giật đi hết rồi thăm gì nữa. Chị Tâm á, chị ở trên sắc men tội thì em cũng cầu xin cho chị thôi. Mấy đứa con của chị lớn rồi thì nó cũng đi tìm em. Em share lên cái nó cũng thương em, thương nó. Ở chị bên viện này đi chơi mấy người vậy? Em bạn em không. Em cũng vậy thôi em. Bấm lại cái nó không có phiền nó mà chị mình cười hoài. Mà chị biết không, tự mà em á thì giống như em sống như theo cái lối đàn bà nhiều hơn là ẹo. Em không thích ẹo. Em khi giống như đàn bà em chưa bao giờ đụng qua đàn bà đâu trong cuộc đời của em, không bao giờ có đâu á. Trời ơi, trời ơi, tôi là bottom line má. Trời ơi, tôi chưa có à, không có mấy cái chị chưa có muốn đi trend thôi đúng không? Chưa, sửa em vú nè. Có vú hả? Uống thuốc vú vú bự lắm mà, nói gì vậy? Hả? Đẹp lắm à. Có vú à. Wow, vậy đó hả? Nói vú sao vú qua Mỹ sớm vú không chịu làm cái đó đi trend. Trời, có anh mi nó quánh cho học máu lên nó má ơi, tôi quánh cho chết luôn á. Cơ sình của mi nó quánh dữ lắm. Nó không cho hả? Không, quánh. Trời ơi, nó nghe người ta nói ơi nghe. Thằng em của mày nó giả gái, nó mặc đồ đàn bà nó đi vòng vòng ở quán cà phê. Nói thì đúng rồi, cái gì mình sao chị Hằng biết, em quên, có ai gọi cho chị Hằng không? Dạ, có người gọi là... Sao mà mình xạo được, cái đó mình đâu có xạo. Hằng đâu có biết, anh sao mà chị Hằng biết gọi chị Hằng? Có người gọi. Có một người cơ sinh, người bạn thôi, nó nói nó đó. Nó like mà like đen luôn, anh đó like đen, anh nói em có cái chị này nè, chị tốt, không biết chị like không? Chị tốt lắm mà gọi giúp được. Chị không có like. Vì giúp gì được, chị này chị tập tình lắm, chị giúp cho. Giúp cái gì chị giúp cho. Gọi hả? Thì em gọi, em có nói thiệt với chị Hằng là em què, em không có đi đâu được hết á, em nằm một chỗ thôi, em mới bệnh viện về. Em thấy... Nè, cái nè, đó nè, cái này ở trong bệnh viện của em với, cái em đâu có xào đâu. Bữa nhiêu lâu, vô ra đi lâu chưa? Làm mới có mấy bữa rồi. Từ ra là gọi chị Hằng liền á. Đó, chú trai đi, trong cái tay của em vẫn còn mà. Ngày đó thằng chạy xuống liền á. Ai da, cái ID của em trong tay của em còn. Lúc mà ở ICU đó, Tina ở bệnh viện nào? Ở trong cái, ở cái original center. Say it again. Original. Ở Adam Rock á, mà kia. Original. Original. Yeah. Nó tối nó kéo em tới đó nè. Rồi tới đó xong rồi. Trong 2 tháng em có nói được cái câu còn nào. Cái lúc mổ á là ở đó hả? Ờ. Oh, yeah. Nhưng mình có bảo hiểm nó hết mình không em? No, thường Mỹ á, nó sẽ check over cho chị một lần. Nếu mà chị không có tiền thì nó check over một lần, nó cứu chị một lần. Thường Mỹ nó là sẽ cứu chị một lần. Nhưng mà em vô lại, em về em vô lại nó vẫn chấp nhận em á. Chấp nhận cái đó là cái luật. Dạ, cái luật của Mỹ nó là cứu trước, tính sau. Cứu trước tính sau. Dạ, Mỹ nó là. Rồi nó đưa vô nó tự vệ, mình có cái Medicare. Mình có Medicare, có insurance á, có Medicare, em có Medicare của chính phủ. Mình vô mình có Medicare, người mình bình thường mình có Medicare hết rồi. Mà cái temporary memory, cái medical thôi. Xong nó kêu mình, mày muốn đi cái plan nào á. Lúc nào nó cũng kêu mình đi qua cái rehab center là đúng chỗ. Rồi, cái đó là đúng rồi. Dạ, yeah, xong khi mình nó kiếm chỗ cho mình đi. Nhưng mà nó chỉ là nó muốn đợi nó lấy cái tiền bảo hiểm thôi à. Vậy hiểu nhưng không? Nhưng mà Tina cứ nghĩ như thế này, đi vào rehab á, nó không có, nó không có thích. Nhưng mà nghĩ cái đằng tốt á, có cái nóc nhà, có cái thích. Em hiểu mà anh biết không? Tại vì mình vô chỗ đó đó, đây, anh nằm, em cũng nằm liệt một chỗ rồi. Còn qua đây em có thể đi được. Thì bằng trai cho đi xe lăn, ngồi qua ngồi chơi. Ngồi vườn chơi. Cái anh biết bao nhiêu mấy bà bác Việt Nam bỏ chạy ra cái rehab center không? Nhiều người Việt Nam mình chạy lắm, mấy bác em cho tiền luôn, em có tiền đó, lúc mà em mới bị đụng xe đó, bị đụng xe lửa đụng em có 300 đồng, em cho một bác 45 đồng. Một bát 50 đồng, một bát 30 đồng.
ở trong bệnh viện đó mấy người bỏ con luôn á, em chửi người ta luôn á, nói không chịu đem mẹ mày về, em chửi cái bà Việt Nam đó luôn á, nói bà ác quá. Sao mẹ có gia đình mà cho má mình giục mẹ trong đó xong bà đi, bà nói con ơi, con nói con giúp má mà con ở đâu rồi, cứ gọi mình bằng con không mà mình con gái của bà gọi vô cứ nói để má trong đó, tao nói đâu có đáng đâu, mẹ mình tới mấy như 80 tuổi rồi, bà nghĩ sao bà cứ để cho mẹ bà ở đây. Tội lắm, tội lắm, thấy nhiều bác nam tội lắm, chị không biết đâu, nhiều tội lắm, nhiều lắm, dục coi dục đem mẹ mình vô, dục mẹ mình trong đó luôn. Tina ơi, anh muốn nói chuyện với Anthony đó, dạ, để hỏi về cái bệnh tình, bệnh lý của em đó, dạ. Anh muốn giúp anh, có được không? Dạ. Nói chuyện với Anthony có tiện không? Dạ, anh tự nhiên đi, anh hỏi đi. Anthony có biết về vấn đề những cái vết thương, những cái... Có, chứ ác, em hiểu theo dư dạ. Dạ. Cảm ơn em. Did you have no more? Huh? Did you have no more gas? No more? Tony, can I call you Tony or Anthony? Yeah, no more. Right. Em cái lưng của em nó bị hở một cái lỗ bự lắm. Nó không có giúp người ta đâu, nó ở trong bệnh viện nó không giúp mình đâu. Nếu giúp mình không bị cái room á, bị cái room á. Là cái thịt của mình bị hở một lỗ nó, cái chỗ sơ tri cái. Bây giờ ai làm cho vô cái lỗ đó, vô phải bỏ cái thuốc lên. Nó đó. Nên là nói chung là Tina phải kiểu hoạt động đừng nằm, nếu nằm quá nó sẽ bị hoại tử cái đó. Đúng rồi, vậy là nó sẽ lỡ ra hơn. Thì bây giờ em sẽ... bây giờ em nằm nên nó chóng mặt. Lâu vô ngồi một cái xong ngồi dậy nó chóng mặt lắm. That's why là phải ăn kiểu ăn nhiều, phải ăn nhiều đó. Nó thiếu máu đó, thiếu máu. Yes. Nằm thiếu máu nằm hoài không có gì. Như là hồi mà vô đi tiểu đi cầu khó. Em xua rất là tốt. Tại vì em biết là như vậy em có phước. Chứ chị nghĩ thì nó không yêu thương, nó bị lao cức lao đái thôi. Giàu nghèo miễn nó thương mình là mình thấy mình happy rồi. Cái quan trọng đâu cần giàu nghèo. Nói vậy nha. Đóng cửa ở trong bệnh viện cứ lấy đi về là tại vì thằng này không có được vô. Nhớ quá. Trời. Đói nó kêu là để cái mở cái đèn cho nó thấy cái cửa sổ á. Chớp cái đèn lên, chớp đèn xuống, tắt đèn lên, tắt đèn xuống. Để cho nó dọn biết. Thấy Tina hả? Cho nó biết mình đang ở đâu. Trời ơi, đó hỏi coi nó thương cỡ đó thì. Dạ. Bởi vậy nè, cái bà Tina nói về đây chết cũng được chứ không chịu đi vô. Thì đúng rồi. Cái tình yêu của nó mạnh cái cỡ đó. Nó lạnh quá, nó cũng lạnh. Vợ chồng không có được như vậy đâu, vợ chồng thiệt cũng không có được như vậy đâu. Bởi vì cái anh kia nói vợ chồng cũng bằng vậy. Yeah, nó lạnh á, thì nó nói là hai này ở ngoài đây lạnh lắm. Nó hết Tina đó. À, em về một lần rồi. Trai gái mà làm được cái đúng điều rồi. Đó cao cả như vậy. Đúng rồi. Em về một lần rồi. Xong rồi em về một lần rồi xong rồi cái đêm đó nó thấy em mệt quá, nó gọi cảnh sát cho em đi luôn. Ẩm em vô nó nói tao muốn mày trong đó. Mà ngày nào nó gọi vô nó cũng nói trong cái phone của em á, chị nhìn cái nó thét. Ngày nào nó nói bà xã hay này. Mày quay gì đó. Nó thét em ngày nào cũng vậy. Nó get well. Về một lần nó thấy thằng này mệt quá chịu không nổi, nó kêu ambulance tới chở thằng này vô bệnh viện. Thì chở đi bằng đêm luôn, có mấy tiếng đồng hồ nó luôn. Nó kể đó, cổng đó. Nó cổng lên. Từ đây lên suối chứ ambulance nó đâu chịu xuống đây, nó lôi lên đâu. Rồi, thì phải cổng lên. Nó phải cổng lên. Trong nó nói mày. Bự con mà nó nói đừng về nha. Nó kêu em đừng về. Nó nhỏ hơn bà này á. Nó kêu em đừng về, chừng nào làm xong mới được. Nó chịu cái gì nó cũng chịu hết, mà cái room nó biểu em phải ráng cố gắng. Yeah. Trong hai tuần em nói anh là tôi chịu hết nổi, nó nhất định không được cái wheelchair cho em đâu. Từ mình ký giấy ra là bệnh viện nó đâu có cho mình được cái gì đâu. Vậy wheelchair nó mua hả? Rồi nó đem cái wheelchair của nó lên cho mình. Thì nó đi tìm cái wheelchair nó đi chỗ nào đó lấy cái wheelchair của bạn nó đưa cho em đó, wheelchair quay đó ngồi đó. Xong nó nói nó nhất định nó không cho. Thì không có wheelchair sao mình về được? Bực quá là ta đi taxi rồi. Mà cho tao wheelchair không tao không quan trọng. Giờ tới đây rồi nó để wheelchair ngay cái hàng rào á. Mà nó trốn ngay cái vách tường á. Nó coi thử mình làm cách nào. Taxi nó thì cái thằng taxi nó muốn gì. Em trả thêm 20 đồng nữa để có người mới kéo mình xuống được. Thì 20 đồng từ Amrock về đây. Xong em trả thêm 20 đồng nữa. Cho nó thời gian nó đợi mình á. Cho nó đợi cái... Nó gung nó tội quá à. Nó bóp kèn á. Xong rồi. Nó bóp kèn xong cái thằng kia. Anh thì là ướt ở trong á, nên là nó lạnh từ trong. Nó bóp cái chân của em tối hôm qua nó phêu á. Vậy hả? Xong nó bóp cái chân nó bóp cái chân của Tina. Nó bóp lên tới đầu gối cái nó bắt đầu nó giở trò.
bóp tới đầu gối em nói thôi được rồi, được rồi. Đàn ông mà. Bóp tới đầu gối em nói thôi rồi, đi dở trò rồi, thôi bây giờ tao mệt rồi. Mình nói vậy thôi, mình nói thôi thì hay này ra thương lắm phải không? Vô cũng thương. Thì thương lắm mấy triệu bỏ đi về đây chắc cũng chứ. Được đó. Mình thương đó chứ. Cái tình cảm đó kỳ lắm. Kỳ lắm hả mẹ? Nó nhưng mà bóng bây giờ cái thời buổi bây giờ bóng mình. Nó nghẹt như vậy. Cái bây giờ như vậy, nó mày thương tao một, tao thương người. Không có thương đàn bà đâu ha, hồi đó giờ đâu đâu. Khùng quá. đàn bà yêu đàn bà đã và khùng quá, tôi đâu lết bình đâu. Tôi đã thảo lết bình ô mô đâu. Cũng bấm, cũng thương con trai. Ờ không có gì nữa, ăn ở đây con bóng nào mà đi lấy đàn bà rồi. Nhưng mà thiệt là hồi nhỏ lớn vô chứa gần đàn bà thì. Nó trời ơi khùng quá, tao nằm ở dưới không mẹ ơi. Trời ơi, tôi nằm ở dưới mẹ. Tôi để tôi thà để người ta đâm tôi chứ ai mà đâm đàn bà là hồi khùng quá. Tôi đàn bà là tôi đi đâm đàn bà thôi, tôi đâu phải lép bình nữa. Tôi là đàn bà. Chọc cho bà cười đi, để cho bà khóc. Tôi là đàn bà thì tôi nói sự thật là như vậy thì mình phải nói như vậy. Đó là idol đi làm every night hay là weekend thôi. Trời ơi má ơi, con ở ngoài cửa sau không đi cửa sau vô không mẹ sao ơi. Sao vậy? Sao không đi cửa trước? Trời ơi, từ dân lưu manh mà dân mà bóng gió mà ai cho đi cửa trước vô. Đi cửa sau vô được rồi, bưng bàn bưng đĩa. Nói thiệt á, em làm để nhỏ tóc dài dài cũng đẹp kim. Ờ, nhiều đứa nhiều chỗ này là chỗ bà ngoại có mày ở đó, ngoài miền Trung á. Ở đâu? Phan Thiết đó. Giống bà ngoại ở cho nên thích ở đây. Hồi xưa bà mẹ của bà ngoại của em ở gì vậy? Ủa, sinh đẻ ở Phan Thiết hả? À? Không phải người Sài Gòn hả? Không, nó miền Trung. Miền Trung nước. Ở đầu tóc giả của bà có quăng rồi. Tóc giả. Má đêm khuya mà tôi đi xuống đây tôi thấy vậy chắc nói tôi chết á. Còn có nhiều đầu tóc giả lắm, hồi xưa em làm em mà. Nhiều năm mấy vô lên video làm không? Lip sinh xô đó, Lido. Năm 2000. Trời ơi má ơi, năm 2000 nói làm gì má đây, 97, 96, 97 rồi có hết. Đâu, em nói em, tại vì chị em làm đàn bà chị không có nhận ra em đâu. Em đẹp lắm, em là đàn bà mà em bưng nước rồi, em lip sinh á, hát mà hát là hát lip á, biết không? Giống như là mình là lip á, mình lip sinh rồi nhảy như rắn gì đó. Không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống mình còn rất là nhiều người đúng không? Nhưng mà em cũng thấy hạnh phúc. Dạ, em thấy nhà quá. Có người thương là được rồi. Có bạn trai lo, em biết hay. Hiếm quá anh, bây giờ chị đi, bây giờ chị có một người nào lo chị cũng mừng, đâu có ai lo chị không. Dạ, bên cạnh của em. Trời ơi, thủ giao đi luôn hả? Tự nó đi đâu á thì em ở nhà nó em có cầm cho nó. Nó kêu em phải giữ cái đó để người ta vô lỡ nó tự em bị người ta chơi trên đường rầy á. Cho nên lúc nào nó cũng kêu em protect cho em. Có, cũng có người bậy đó. Thì đúng rồi, ở đây cũng có tự nó ghét bóng ở đây, em chảnh lắm em chảnh lắm, nhiều thằng thê thích em lắm, mọi chị nói em có duyên lắm á. Em có duyên lắm, nhiều thằng thơ mê nó ghen lắm, nó ghen dữ lắm á, thằng này nó ghen dữ lắm á. Em nói chuyện với ai hồi đó vô làm tiền nhiều lắm hồi xưa. Hồi xưa đó em còn nhỏ, em làm tiền em cho người ta thì phải giúp đỡ người ta chứ, mình ở đời mà chị mình đâu có đẹp hơn em thôi. Thì giờ em mua quần áo, mua phấn son rồi như á. Ê Phi Anh, để đi thì cô mua đồ cho, mua quần áo. Em giúp. Nếu mà Thiên Hà đám cưới bây giờ là nó cho LGBT đám cưới rồi. No, they have it. Dạ, yeah, bây giờ giống như mấy chị vậy đó. Nhưng mà nó cho mình là người Việt Nam nó dẫn mình qua được không? Được luôn. Giống như vợ chồng luôn hả? Được, vợ chồng luôn. Thì đúng rồi, bây giờ mình. Bạn em nó là lesbian đó, nó thương con nhỏ Việt Nam nó cưới nó bảo lãnh qua đây bình thường. Bây giờ bảo lãnh được nha. Cái luật á bây giờ nó. Bây giờ bây giờ tự như em về em lấy chồng bên Việt Nam qua thì cái chồng em nó có gia tài sao này chi của em cũng bảo lãnh nó được luôn giống vậy đó. Ừ. Bây giờ gán cho hết hết chân đi Việt Nam lấy chồng thôi, có chồng đây rồi tào là em nói cái chân vô còn cảm giác không chị nè. Dạ có tập gì dạ thì nó bóp chân em tới nào nó cũng bóp rồi vậy hả, nó bóp hoài hả, nó có cảm giác được là nó sẽ tại vì tốt hoài nè. Thì nè đang còn yếu chị mua ở ở trong mấy cái này giống như trong bệnh viện xài đó, dây dây đúng không? Nhưng mà cái thân mình khác kia đốt vô cái kia thì không có. Oh, nó thế nào? Vậy là thế nào đái nó tự động như nơi không có control được thì đẩy cho nó chảy ra mà. À. Rồi mình gỡ ra mình đổ ra. Nếu đầy thì mình gỡ ra. À. Gỡ ra đi dục luôn rồi. Gỡ ra đi. Nó đi đổ thôi. Gỡ cho cái bình nó có cái bình. Vậy được. Em tại vì em không biết là chị hồng gửi cái link cho em á.
mua vậy, tại không có làm, cho nên là em cứ mua xong mình coi khi nào có xài được thì có gì cứ nói. Dạ, yeah, đó cái bình này chị thấy cái bịch chưa? Thấy rồi, cái bịch cái ống, nhưng mà mình đổ nước đá ra thì cái bịch đó mình vẫn xài lại được nữa. À được. Nó chỉ là thay cái thân đòn. Thay cái thân đòn. À, à. Ừ. Đúng rồi. Em cần cái. Ừ. Để không sao đâu. Buồn nữa nha, mình cứ buồn. Em vui rồi. Yeah, criminal record? In the hospital. At the pillow. Huh? The pillow right there. The what pillow? That one. This? Yeah, I use that. Will it sit you up? Yeah. It's not a pillow. Yeah. A blanket. Yeah, just like that. Better than that, yeah. Come on, so, grab my arm. Grab my arm. Ready? Pull. Yeah. You ready to pull? Yeah. Whoa, whoa. What's that? No, grab. Pull. My, this can't. Oh, that one hurt? Okay, I'm going to come over to this side. Yeah. This one. Pull it. No, grab this arm. Okay. You're going to pull. Okay? Pull up. Out. Oh, okay, nice. Okay. Em đẩy cái này vô vậy? Okay, rồi. Yeah, better now. Up, yeah. Oh, better. Yeah. Honey, what head you doing? Head up, head up. Softer. Thank you. Better? No, honey, no. What? Oh, you want that one? Yeah, let this, yeah. Better? Yeah. Okay. What are you hiding for? No hiding. I don't have nothing, please. Just call this one for about ow. Hey, what you doing? Give me a kiss. Good? Yeah, huh? I want a kiss. No, not on YouTube. Okay, no YouTube. No. No YouTube, no. I don't know. No, kiss you. Yeah, so quick. Ow. Yeah, thấy hai người cũng vui hạnh phúc quá, thấy thằng vui dần quá. Không thiệt á. Thấy là ngọt ngào, thấy hạnh phúc. Cái kéo này thì không bao giờ Hằng nghĩ là chắc phải kiếm cái nệm khác rồi. Dạ, nào ơi, không thể nào cái này được. Cái nệm này nó bị gãy, nó bị trụng trụng chứ, rồi nó kiếm cái bây giờ để Hằng kiếm coi có cái nệm mới được, cái nệm cứng hơn á. Cái này hơi đỡ hả? À, đỡ hơn nãy ha. Cái đầu nó cao. Ăn cái gì không? Ăn thêm không? Rỡ cho trái nhãn nữa nha. Thôi, không ăn nữa. Nó là lạnh vô nhãn hết rồi. Về từ giả dạ, về đi. Ok. Dạ, ba chị nha. Dạ, 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 dạ. Dạ, dạ, ok, ba chị. Cảm ơn nha. Bye bye em nha. Em về trước đây. Giờ chúc chị ra. À, hả? Có gì em liên lạc chị sau nha. Ừ, ok em. Rồi, bye bye em. Dạ, ba chị. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Dạ. Nghỉ ngơi cho khỏe chút. Dạ, ok, ba chị nha. Những người nói mọi lưu thông nó vui vui lắm luôn. Những người đó nhiều lắm hả? Ừ, người ta coi, người ta thấy, người ta thương, người ta khóc luôn. Thank you nha chị. Ừ, người coi, người ta khóc. Kêu nha chị. Ừ. Cái cổ đào. Thằng đó nó tốt lắm. Ừ, tốt biết nó tốt. Ừ. Chứ không tốt nó không làm được cái điều người chăm sóc kêu như vậy đâu. Nó tốt lắm. Nói nha, nói em nha, đi mua ga rồi. Tụi em hôm qua giờ mà có vụ hút sách gì đó, làm mấy cái chuyện tào lao. Chị thấy mặt của em, chị thấy chị biết rồi. Nếu hút sách chị cũng bên biết này rồi. Mà hút sách gì đâu. Dạ, em không có làm cái đó, em bỏ. Không có thích đụng vô mấy cái đó, tụi em đàn bà, em chỉ thích phấn son thôi à. Thích phấn son à. Ừ, thích phấn son thôi à. Chứ em không thích mà sách, hút sách ra cái gì á. Cờ bạc, rượu chè, em thích mấy cái đó, em thích đi nhảy đầm, phấn son. Lúc em còn giờ đó, em đi recycle lượm thùng rác. Ừ, lượm. Đi lượm buổi khuya không? Buổi tối? Ờ, thì người ta đóng cửa mình đi lượm. Chứ người ta mở cửa mình vô mình lượm, người ta chửi mình sao? Lượm vậy là đóng được nha. 20, 10 đồng, 15 đồng. Có chứ, có bữa em cũng làm được 40 đồng, bán giấy, tùm lượm ra, lượm giấy thùng á. Ừ. Bán pallet nữa, bán cái mấy cái pallet đó hả? Cũng bán được cái một đồng cái. Nhưng mà nặng gần chết sao kéo? Thì mình đi làm cho người ta mà. Ừ. Mình bỏ lên xe cho người ta chở đi bán thì mình được tiền. Mình làm cho người ta, mình không có xe thì mình làm giùm người ta. Dạ. Người ta có xe mình có thân. Uh-huh. Mình có sức, người ta có xe người ta đẩy tới cho mình bỏ lên. Uh-huh. Người ta bán người ta chia tiền. Làm đủ ngồi hết á. Ở homeless là mình đủ nghề hết. Em từng ăn pizza trong thùng rác nữa. Trời ơi, lụm pizza ăn chứ, lụm đồ về xếp mót ăn.
Bạn sao đó, lúc mà nó bán chợ nó đem ra thịt mà nó còn hư á, bỏ nó đâu có hư đâu. Thịt mà nó làm từ sáng tới chiều nó nạn ra, nó lẹo ra còn mỡ rồi đó. Làm gì? Thì mình đem về mình nấu mình ăn. Còn ăn được hả cái đó? Trời, cái đó mỗi ngày nó cắt thịt ra mà chợ mà xếp mót cái chợ lớn lắm. Ở trong chợ đó nó bỏ. Rồi lượm đem về nấu. Thì cả người nhiều người lắm, phải riêng một mình người đàng hoàng ta cũng ăn vậy nữa. Ồ vậy đó hả? Tụi nó bỏ nhiều lắm, tụi mấy thằng nó làm trong đó nó đâu khe, đâu phải của nó đâu, nó khe. Ồ. Thì nhiều khi nó thấy mình đã tội mình thì nó cho mình. Vậy hả? Nó bỏ cho một hai cục thịt nạc rồi vô cho mình, xong đó chỉ cho mình, nó bỏ cái thùng rác cho nó chỉ cho mình ra mình lấy. Đa số là như vậy, em có nhiều bạn đó. Mà đa nồi cũng vậy đó. Nó thùng rác chứ mà không phải là rác đâu. Ừ. Ở nó lấy đồ, nó chiên đồ, nó chiên cái mặt đa nồi, nó chiên mấy cái hamburger xong nó giục ở trong cái đó đó. Ừ. Thì mình xé cái bịch ra bự ra xong rồi cắt bịch nhỏ trong đó rồi. Ừ. Thì ở nó thương mình lắm. Đội nó ở đây nó cũng thương người. Yeah. Không phải có chủ đây, chủ nó đâu có ở đây đâu. Ừ. Corruption gì đó. Ừ. Ai rồi, ok, bye bye. Chị quay hoài, quay hoài luôn. Dạ đâu có sao đâu, bye bye. Mình nha. Dạ. Bye chị Hằng nha. Ờ, bye bye, rồi có gì gọi sao ha. Rồi, ok. Anh đi vô nói chuyện tiếp đây. Dạ, em muốn làm sao thế này không? Dạ. Nó gùng á, tại gùng. Đói rồi mệt. Em nằm. Giờ muốn ngồi không? Em muốn ngồi, anh bưng em lên nha. Cứ vịn cái vai này. Vịn cái vai con. Vịn cái vai đi thế nè. Hold on. You heavy man. Cần nắm cái tay không thế nè? Nặng. Rồi. Yeah, no, 1, 2, 3. Hold on. Let me hit. Ready? Yeah. 1, 2, 3. You are heavy, man. No, bị kẹt. Cái này nó cao hơn cái này. Yeah. Tại cái nệm nó mềm quá rồi, chắc hàng kém nệm khác á. Yeah, khoác cổ anh ha. Không được đâu, anh chịu không nổi đâu. Thì cứ làm đi. Cứ làm thử đi. Ôm cổ anh đi. Đây rồi ha. Đừng có mắc cỡ. Mắc tay lại. Mắc cỡ cái gì? Rồi, để cái mền đó vô anh Hoàng ơi. À, để kéo lên đó. Nói không vậy trời. Anh nằm không được đâu. Để xíu. Dạ, yeah, chỉ có là Anthony biết ý à. Xích đi, xích. Muốn ói hả? Xích coi. Muốn ói rồi thôi lấy cái đồ ói nha. Xích coi. Rồi. Tội quá. Kéo này. Nằm cái ốc này. Cái ốc này. Cái ốc này. Support kia. Dừng lại. Oh. Yeah. 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 Nói chạy đi. Nghe phía bên nào hả? Khó chịu quá. Khó chịu quá hả? Đói quá không có ăn đó. Em khó chịu quá đi. Tina bây giờ cần nhất á. Ăn nha. Em khó chịu quá. Giao hả? Dạo đó để đó tự vệ biết tự vệ thôi. Khó chịu quá đi anh. Đỡ cái đầu lên nó đút cái mà nó vô được. Anh nóng cái tay lại, nóng cái tay khi nào bị rung này nóng cái tay lại. Cái này là cái cổ em ơi. Còn cái này á cái cổ bìa cái. Anh ta kêu Anthony đâu rồi, nó nói nó đi mua gas xăng. Rồi, nó đi mua xăng rồi, dạ. Yeah. Cái dao để xuống đi. Anh lấy cái mền ra đi, anh lấy cái cục đó ra, cái mền. Ờ, lấy cái cục lối đó ra đi anh. Đây ra. Rồi, dạ, dạ, dạ. Lấy cái miếng mũ ra. Lấy cái miếng đó ra. Miếng mũ ra phải không? Dạ, yeah. Lấy cái mền không thì được. Ừ. Cái này cái gối phải không? Ừ, làm cái gối. Cái gối nào không? Không, muốn lấy cái miếng nhựa đó ra chỉ nằm trên cái mền thôi, phải không? Dạ anh mở dùm ra cái miếng nhựa đó anh. Cái bao này nè, cái bao của cái mền đó. Rồi, rồi, rồi. Dạ. Lấy cái bao ra. Lấy cái bao của cái mền ra. Đâu rồi, có cái đường kéo không? Ủa sao không có cái dây kéo vậy?
Xin muốn nằm ở trên này. Cái này cho mình được á, cam. Nó bình thường. À, em xin nằm ở trên cái mền. Nằm trên mền thì muốn cái mền thì nó không được cùng. Rút cái cục dài dài tròn cái gối đang nằm á. Bị hai cái tay này đó, hai cái tay này có xài được không? Hai tay thì xài được. Chống cái cục chỗ ấy, chống cái cục chỗ, chống quá. Anh đi, cục chỗ nào, chống. Đấy, mạnh lắm. Thì rút cái gói ra đi. Oh yeah. Sao mua cái người đó? Mua cái người qua được. Nâng cái cổ đi xíu. Này. Dạ nắm cái cổ của anh. Hai tay, hai tay. Hai tay. Níu. Nâng lên. Một, hai, ba. Can do this. I want to hurt you now. Rồi nhưng mà lấy cái gói ở dưới ra đi, better hơn á. Dạ, better hơn không? Yeah, can I? Yes or no? Ừ. À đúng rồi. Đã hơn chưa? Dạ. Tâm kiểu anh. Cái tay có lạnh thời gian nó bỏ đây này. Đó. Em làm gì khó chịu mà muốn tập cho họ đó. Ở trước cửa bụng rồi. Sáng giờ anh thấy em có uống nước gì chưa? Ừ. Uống chút nước đi. Bây giờ ăn ha. Ừ. Ăn ha. Uống nước thôi. Uống nước hả? Ăn chút đi, ăn một muỗng thôi. Uống được nữa. Cái chai nước này chai nước uống phải không Thi nè? Dạ. Em có bị tiêu chứ rồi không? No, không có. No, không có bị. Rồi rồi, anh Hoàng mở chai nước này cho Thi nào uống dùm luôn. I'm going to drip, okay? You open your mouth. Rồi, để lấy miếng giấy cho đã Thi nào ơi. Giấy ra hết chưa nè. Đây nè. Open your mouth. Okay. What? I know. No, cái đó không phải đâu. Cái đó cái gì nó đắng nhét hầm. Ồ, vậy, cái sao chai để ở đây? Rồi, cái đó giống nước đáy hầm. Ồ, thiệt. Cái gì vậy? Có đâu. Dạ, cái đó nước đáy à. Không có mà, tức bốc à. Nó trắng bốc sao nước đáy? Ờ, để lấy chai nước mới, ok. Cái miệng đắng nhét, ăn thêm nhãn đi. Đây nè, đây nè, chai nước mới nè. Cái miệng em nó bị đắng. Vậy hả? Ừ, đâu uống thử coi. Nó nhẫn nhẫn à. Có đâu. Cái uống nước đáy. Nói chuyện không? Nè, có giấy thêm nè anh Hoàng. Nó đắng mà. Là cái miệng đắng. Open your mouth. Rồi, có giấy thêm kìa anh Hoàng nè. Phải không? Đắng hay ngọt? Ồ, vậy là cái nước đáy. Cố mà, thử cái nước trong bóng bóc mà. Chú uống nước đáy hả trời? Chết chết quá. Bây giờ tôi tới đây thăm cô. Dạ. Tôi có một yêu cầu. Ăn cho anh một muỗng cơm thôi. Nha, ăn nha, múc nha. Dạ. Ok, Hằng lấy cơm ra cho. Ok, I'm good. Lấy cái nón ra đây. Dạ không sao anh. Tại okay. Cái đầu em nó tùm lum lắm. À, dạ, em đợi vậy tối. Đi. Ờ, tại nó tối rồi. Đây. Ừ, thơm không? Ừ. Sao vậy? Không. Không khỏe hả? Có Anthony nè, xin Anthony đút ha. Đút khẩu. Đút mẹ, đút con rồi. Đấy. Come in, yeah, we're okay. Cái này không có xương, ngon không? Anthony, can you sit down here, please? Yeah. I want to introduce you. No. Need on the floor. Need on the floor. Here is Anthony. No, I don't do that. Yeah. Hello. He's a dear friend, a lover of Tina. You want to say something to the audience? We're doing better. We're doing better. We're gonna get better. Yeah. Okay. No. And, can you unmask you? And then no, don't do that. Send me cơm đi. I'm scared to because the corona scares me, but
They said they found a cure for it. I don't know. And I said thank you. Yeah. Yeah. Thank you, everybody. Thank you very much. To send you money, to send you the everything, present, you your know? Time and effort and caring. Okay. And thank you very much for taking care of your girlfriend, no Tina. Friend. Best friend. Yeah. Best friend. Huh? Yeah. Nhà từ từ nát. I don't want no more. Không muốn nữa hả? Đang đúc. Thank you. Okay, you're welcome. Ăn thêm muỗng cơm nữa nè. No, I don't want to water. Không muốn ăn nữa hả? No, thêm miếng cá đi em. I can't eat no more. Okay, okay. You want some water now? Yeah. You're tired? Yeah, I am. Okay, thôi vậy đi về đi. Yeah. Thôi về cho vô nghỉ ngơi ha. Thế nào? Anthony, he need help. Yeah. To put back the condom. Oh, and change, change the table. Okay. Yeah, we can't really. Just to do a condom. Oh, change the condom. No, the condom waiting to put it. Oh, okay. Okay, Tina, take care. Yeah. And I pray for you. Okay. Okay. Okay, you bye bye, Tina, huh? Yeah. And wish take you care, wish you a Merry Christmas. Yeah. Yeah. A lot of joy and peace. Okay, so you looking for the album to get the new one? No, bây giờ là cái chiếc xe đó, hai thằng nói cho Tina nè. Thì bây giờ cái đó là phải để coi lại chứ chiếc xe 500 không có thể xài được đâu. Cái trình tự như thế này á, bây giờ em bước đi. Ráng cho cái chân nó khỏe, bước được á, lúc đó mình tính. Bây giờ em đạp ga, em đạp thắng, đạp xe. Không, có bạn trai nó chở, nó muốn chở. Có chiếc xe để nó nằm ấm. Chứ nó không muốn nằm ở đây. Dạ, bây giờ em đợi học sinh thì hơi lâu. Bây giờ mình đi mướn. Okay, đi mướn nhà, đi mướn phòng. Did you talk to him about Stanford? Yes, you can do that. You talked to him about Stanford? Stephanie? Huh? What is it? Stanford? Stanford? Yeah, you talk to her later. Okay. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giê-xu có lòng bà còn phước lạ. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, con quỳ trước mặt Chúa, xin Chúa hãy đối thương những lần của cơ quan nghe lắng nghe tiếng con cầu xin nơi Chúa chấp tội nào ai lỡ được lấy Chúa linh hồn con cậy về lời hứa ấy. Anh không đọc kinh bằng em đâu, em là đạo Công giáo. Mà đạo Phật nữa. Phải không? Thấy thấy gì cầu mẹ Quan Âm nữa. Đạo nào cũng tin, cũng cầu mẹ Quan Âm. Thì Đức Mẹ là bà Quan Âm đó. Kính mừng Maria đẹp phúc Đức Chúa Trời cùng bà ở Flava. Mọi người nữa, anh ngắm được không? Anh ngắm bao nhiêu cái mùa ngắm vậy? Xong. 10 đầu răng anh thuộc hết 10 đầu răng. 10 đầu răng Đức Chúa Trời hả? Anh qua đi lâu lắm rồi anh quên tiếng Việt thôi. Thì đừng nói kinh thánh với em. Kinh thánh anh biết hơn em à. Bible lại I know more than you. Là nữ vương mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống được. Hay quá. Đấy. Số 1. Yeah. Em con nhảy. If the heating dish works as good as it says it does, it might be all right. Biết kinh nhiều, em có đọc kinh không? Em đọc hoài à. Đọc kinh hoài. Kinh nó nằm trong trí tuệ mình nữa anh. Nhà thờ thì nằm trong cái trí giác của mình. Ok, Tina. Dạ. Tụi anh phải đi. Dạ. Chúc em hạnh vui. Nhiều hy vọng. Dạ. Đó, ráng cố gắng đi. Dạ. Mình tự giúp mình trước, trời sẽ giúp sau em ơi. Dạ, cảm ơn. Nha. Cảm ơn anh chị. You have a lot of loved one around you here. Yeah. Thank you so much. Em may mắn là gặp cô Hằng anh em. Dạ. Thiên thần đó. Thiên thần phù hộ đó. Mà thank you chị. Dạ không có mà gì. Mà cô Hằng kêu gọi tất cả mọi người thương em hết trơn á. Nói với nói yeah, em thấy. Thank you so much everybody. Dạ. Yeah. Cảm ơn tất cả mọi người giúp đỡ em. Mà phải vui, phải hy vọng nha. Hy vọng và vui. Em nói nhiều không nổi nữa. Cái mùa sinh nhật này là cái mùa hy vọng đó em. Nha, cố gắng nha. Yeah. Okay. Rồi, ok, thôi, take care, Tina. Okay, bye bye. Bye, Tina. Bye, Anthony. I love you, man. Babe. Yeah. Babe, give him one. Love you. All right, okay. Okay, bye bye. Bye bye. You take care, okay?